Trước mắt chúng ta sẽ là phiên bản màu đen. Xin kính chào quý vị các bạn, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Leaf Carry Pro phiên bản màu đen mới nhất 2022. Thì chiếc Leaf Pro này vẫn được Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc và nó sẽ có 3 phiên bản màu. Trước mắt chúng ta sẽ là phiên bản màu đen. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản màu trắng và phiên bản màu bạc nữa. Thì phiên bản màu đen này sẽ ít hơn, nó ít phổ biến hơn hai phiên bản kia. Thì ở thế hệ 2022 này thì nó đã được nâng cấp lên động cơ với tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giúp xe thân thiện với môi trường cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và dòng xe Pro này thì cũng có rất nhiều các phiên bản thùng cho chúng ta lựa chọn. Với chiếc xe màu đen này thì bên mình đang lên đó là thùng mui bạc tiêu chuẩn với chất liệu đóng thùng là tôn mạ kẽm. Chiều dài thùng sẽ là 2m4. Ngoài ra thì với phiên bản bên mình còn có phiên bản thùng siêu dài, chỉ dài thùng lên đến 2m7, giúp chúng ta chuyên chở được nhiều hàng hóa hơn. Và chất liệu thì chúng ta có thể chọn, như đây là chất liệu tôn mạ kẽm phẳng. Ngoài ra còn có chất liệu nhôm inox composite. Với phiên bản thùng tiêu chuẩn này chúng ta sẽ vẫn còn 3 thanh bực. Đây là phía trong lòng thùng của phiên bản thùng ngắn. Vị trí sâu nhất trong lòng thùng và phần nó ăn vào trong khoang lái xe đến lòng sẽ là 2m56. Còn mặt lòng trong lòng thùng về trung bình sẽ là 2m4. Phiên bản thùng mưa bạc thì chúng ta có thể điều chỉnh được cao độ của bạc, giúp chúng ta có thay đổi được cao độ độ lòng thùng để có thể chuyên chở được các cái loại hàng hóa nó cầm cành hơn. Về cơ bản thì dòng xe này thì mình đã giới thiệu ở trong rất nhiều các cái video trước rồi, thì hôm nay là phiên bản màu đen thì chúng ta sẽ xem các phiên bản màu khác nhau thôi. Còn về cơ bản thì chúng ta vẫn có một cái thiết kế rất gọn gàng hiện đại. Cái phần đầu xe được làm lại so với cái thế hệ su mập kỷ niệm, cũng như là các cái cụm đèn pha nó cũng hiện đại hơn. Thân vỏ xe nhập thì rất cứng cáp và chắc chắn rồi. Khoang nội thất thì rộng rãi thoải mái, ghế ngồi thì có thể chỉnh được. Tay lái trợ lực điện, điều hòa hai chiều nóng lạnh, hệ thống giải trí FM radio. Còn này ví dụ như đây nó sẽ có các phiên bản màu trắng hoặc là màu bạc cho chúng ta lựa chọn rất nhiều. Bên mình hiện tại đang sẵn xe đủ màu và có rất nhiều các phiên bản thùng cho chúng ta có thể lựa chọn. Và đặc biệt thì bên mình đang có chương trình khuyến mãi giảm giá và tặng phụ kiện cho các dòng xe của Suzuki, đặc biệt đối với chiếc xe Suzuki Pro này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên và hãy ấn like và subscribe ủng hộ và đón theo với video tiếp theo. Xin cảm ơn.